Mọi dịch vụ về Liên Quân như nâng cấp skin hoặc các vấn đề khác, các sếp bấm xem dưới phần comment nha các sếp ơi. Mấy bạn ơi, mấy bạn đừng có chơi game nhiều nữa nha. Hồi nãy tôi mới gặp bác sĩ, cái bác sĩ nói giờ tôi bị cận luôn rồi đó. Cận 5 like, lại cận 5. Hay, cận 5 like, lại cận 5. Vâng, cận 5. Ờ. Vãi. Chịu ơi. Ảo tới đây. Nào bốp bốp này. Lại đây à? Gọi thêm, pha này thầy cân 2 được đấy. Nhìn thầy lừa này, thầy lừa này. Sống không? À được, ao trình, ao nhây. Hai. Lừa mày mà. Lừa phát đây lừa hai. Eo nhìn cái mặt. Rồi, nên lại chết rồi. Cái đéo thì cân 2 mà vẫn còn người á? Hả? Cân 2 rồi mà vẫn còn người á? Thế thì bắt tao cân 3 à? Bắt thầy cân 3 à? Cái đéo thì game gì? Ngầu, lau rêu, Caffany Zena, Liliana, rất nhiều. Duy. Terry vẫn đang ném. Quara Q. Mega Q. Beta Terry Thái Lan. Nhưng mà chỉ là cục xanh, chưa lên được cục vàng các bạn nha. Top 45. Danh kim cương à? Ủa lạ thật ý. Hạ danh để búp cái sao ấy. Van Hên. Chiêu của Van Hên nhưng mà ngoại hình của L'Oreal phi thiên. Cái con quái rừng kia là cái kiểu xe của thứ nguyên vệ thần Nagrod. Ảo thật. Đấy kìa. Vâng, anh bố đây. Rồi, băng cà chu. Ui sời. Cân 3, ui sời. Khỏe vai. Bên kia không giảm hồi máu à. Trời ơi, quật hết luôn. Khỏe vãi đạn luôn các bạn. Bên kia cũng có lưu bố chứ đánh thường à. Này đánh thường kiếm highlight rồi. Kill lure. Nacor kill lure. Đây là highlight của Killua khi mà chưa được làm lại hiệu kỹ năng nha các bạn nha. Các bạn này kêu cái bộ trang phục này là bộ trang phục nhựa. Nhưng mà thật sự là mình thấy đẹp mà. Nhựa đâu mà nhựa. Săn bộ trang phục này tốn cũng đi ra phết đấy các bạn. Các bạn đừng quên dành tặng cho mình xin một nút like để ủng hộ clip nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Nhiều khi nhìn nó cũng bị ảo lắm cơ. Chiêu cuối của kiểu Bizan như là kết hợp với Aoi. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy Aoi là cưỡi rồng để đu dây. Tưởng đu dây đây, vừa đu dây vừa cưỡi rồng này. Ấy, hiệu kỹ năng của rồng luôn.
ngoại hình là của Bizan như các bạn nhá, trang bộ trang phục rồng. Bên kia cũng có kìa. Vâng, solo. Ui giời ơi. Ui. Đấy đủ biết là solo với nhau level 1 thì thằng nào ăn thằng nào. Lại tennis với Cafani bắn này. Đấy, ấy ấy, Cafani vẫn rất khỏe, đúng là súng máy có khác các bạn ạ. Súng máy nha. Tiếp tục kèo Cafani lấy với cả Teo Nát. Đây là kèo Teo Nát và Cafani. Rồi. Kèo Cafani với Violet. Karisi. Đến đỉnh. Hay quá. Xinh quá. Đây rồi. Aruin. Rồi. Lại Aruin zig zag mình chịu đấy. Nhìn trang phục này giống kiểu Arthur các bạn nhỉ, nhưng mà lại là Aruin. Đấy, đấy, hiệu ứng đấy. Uầy. Sức mạnh của hổ trắng. Uầy. Khỏe thật sự. Uầy. Đẳng cấp vô cùng. Trời ơi. Công nhận có trang phục và những kiểu búp sức mạnh các bạn nhỏ. Nhìn đánh kiểu lực vãi. Nếu như mà chơi trang phục mặc định bình thường thì nhìn nó tù lắm. Mà thật ra thì các bạn cũng không thích xem highlight kiểu trang phục mặc định đâu. Ồ, quy ô, hợp. Đẹp nha. Rồi. Lạ nhờ các bạn nhờ. Quy mà tung chiêu của này lạ mãi đạn luôn. Đấy, vừa xong là test trong đấu luyện nha. Còn bây giờ test vào đối với người này. Cái hiệu ứng như này nhìn kiểu dối quá ấy, nhưng mà đẹp. Các bạn thấy đẹp không? Kia ra, một nhảy. Đâu. Tốt bản sẽ kia ra. Còn quả có bất tử chưa thêm dùng nha. Từng thằng một ra đây. Sành lắm rồi, level 11, 14 với level 11. Thế này bên kia level 10, thua đến 4 cấp độ, đánh đấm kiểu gì? Hoạt quá. Nào. Rồi. Chiêu ấy của con nào ta? Có bông hoa giữa nổ ấy không? Mình lú quá các bạn ạ. À. Skin con nào nhỉ? Bông hoa nở giữa gì kìa? Lạ thật đấy. Bông hoa đỏ chót luôn. Đi rắc. Một ulti mega kill. Mega kill. Đùa đấy, không mega kill đâu. Không cướp được Sita phát này nhưng chọn góc quá đẹp luôn. Chọn góc quá đẹp. Đấy các bạn, hầu hết các bạn thấy giao tranh toàn trong góc luôn. Góc quá đẹp luôn này. Đẩy liên tục. Quá khó chịu ấy chứ. Chạy đâu. Chạy ra chết cả hai. Phát đấy HGT còn định né cơ mà không né được, không lách được nha. Lách sao được, căn góc khép góc thế rồi.
Duy Nam. Đỉnh đấy. Chơi đi lắc đỉnh dã man các bạn. Đấy, đẩy vào tường và đẩy liên hoàn, đẩy ba quả cầu liên tiếp. Ném Uchizata, Zata. Lại là Karishi lại trò đùa rồi. Kỹ năng của Toro mình thấy dị nhá. Nhìn cái tường mỏng manh này. Châu ấy. Châu ấy ạ. Triple kill. Van Hem đi với Bizan. Này Bizan nó đi bảo kê cho ấy, nó lao vào nó bảo kê và Van Hem chỉ việc ném thôi. Giáo ván Van Hem. Laurel này. Bay trong trụ, chấp trong trụ luôn, chấp trong trụ luôn, chấp hai cái trụ luôn. Vẫn lướt được nè. Vẫn rất khỏe nha. Không tao bắt được luôn. Ui sổ, lung bùa tự nhiên đá ra ngoài như này làm cái gì. Đấm phát ra ngoài rồi. Hoàn rồi. Khét nhờ. Bên kia kiểu xạ thủ không có để mà bắn ý. Dolia. Chibi. Ở mặt thì mình thấy không giống mấy đâu các bạn ạ. Make up không giống mấy đâu. Nhưng mà đang nói về cái trang phục mặc trên người thì giống y hệt luôn. Còn make up thì để mà nói giống khuôn mặt của Dolia thì mình thấy không giống. Còn các bạn thấy giống không? Đây là thực chiến nha. Một màn kết hợp giữa Zone và Hakimchi Kirito. Chém vừa chém xa nhìn ảo vãi. Kiểu trưởng nhìn xa nhở. Đẹp thật sự. Nhiều bạn nếu mà như mà có cái này các bạn chơi không quen đâu, mình nói thật. Các bạn nhìn thấy bộ trang phục này trong trận đấu các bạn dùng kỹ năng thì nó lại thành kỹ năng của Zone. Nhắm khi các bạn kiểu ảo tưởng sức mạnh lao vào nhưng kỹ năng thì hơi lạ. Trời ơi, đoán hướng di chuyển của bọn nó à. Quá tỉnh táo luôn. Cắt đầu thật ý. Thứ hai cắt chết luôn. Đấy. Úi dồi ôi, phun máu chết. Đỡ đòn cũng chết. Rat cũng chết luôn, không thủ được. Karishi thủ, phun máu chết luôn. Các bạn nhìn qua tên bạn này nhá. Top 1 Zeal là các bạn đủ biết nào. Top 1 Zeal. Sát đòi ghi liền. Chọc vào mông. Chọc vào mông. Laurel. Lao reo chết. Chọc tiếp vào mông. Mông bò. 100% chí ma. 100% chí ma. Chọc đằng sau lưng nha, chứ không chọc đằng trước đâu. Cái con quy len này nó mà xanh thì không ai đỡ nổi các bạn. Nó vét thì thôi rồi. Xem highlight cũng đã thôi các bạn ạ. Kiểu như chọc phát phun máu chết luôn, đã thật sự máu rút. Trắng máu. Đấy. Phi Lan tao xin, thấy bên kia chat là Phi Lan tao xin này. Xin này, xin này. Này thì xin này. Laurel dùng chiêu trang phục của Illumia. Lắm quả cầu hành tinh lao xuống hết trái đất, sao hỏa, sao mộc, sao thổ, sao kim, sao... Nhiều sao quá. Rất nhiều ngôi sao lao xuống kìa. Có cả trái đất nữa các bạn nha.
lag hết cả mắt luôn. Này mà có áp dụng trong trận thì thật sự là không chơi nổi game các bạn. Mình nghĩ là vậy. Biến về.